Thưa quý vị, đi vào đây thấy một căn phòng đó, bề dài thì rất là dài, bề ngang thì hẹp, thì hiện giờ cô lại để một cái giường rất là lớn. Và các bạn nhìn ra ngoài này đó thì là cái balcony, thường thường là mình nằm ở trong mình nhìn ra ngoài đẹp, thì ở đây cái balcony lại bị cái đầu giường, có nghĩa là không ai bước ra ngoài hết. Ở đây là cái tủ làm việc của cô, và bước qua bên này thì đây là tủ tivi. Ở nhà thì không coi tivi, trần thì rất cao. Cái phòng này rất khó design vì nó quá nhiều cửa sổ, mà đây là ba cái cửa sổ mà cô đã phải dán kín lại tại vì không có muốn ánh sáng vào. Đang dán kín mít ba cái cửa sổ. Đây là ba cái cửa sổ ngắn, và còn nguyên cái tường bên này lại là cửa sổ dài. Và đằng sau cái bàn phấn đây nữa lại là một, đó con bén cho cô coi đi, đó lại là một cái cửa sổ nữa. Thành ra các bạn thấy không, ở trong phòng ngủ mà quá nhiều cửa sổ. Và bây giờ tiếp tục mở cửa vào cái bồn tắm. Cái bồn tắm thì rất lớn đây nha các bạn coi nha, và trần nhà rất là cao. Một cái bồn tắm này có thể là cả một cái phòng ngủ bé nhỏ cũng được đấy. Coi đây nha, phòng ngủ, phòng tắm rất là lớn. Kỳ Duyên và Nhật Bình mời quý vị vào phòng coi. Vào thấy chưa, thấy phòng chưa, thế phải vào thấy luôn phòng chứ. Quý vị có nhớ là trước đây đó là cái giường nó nằm ngang bên này, thành ra mình thấy nguyên cái phòng nó rất là tối. Thì khi mà Kỳ Duyên với Nhật Bình kéo giường ra thì oh my god, quý vị coi nè, đây như là một cô thiên nga. Cái căn phòng này rất là đẹp vì ở ngoài nó có cây, cửa đẹp, xanh, ở ngoài cây xanh nghe, rất là đẹp. Nhưng mà như là cái người cô gái này lúc nào cũng bị trùng kín hết, thành ra không ai thấy. Lâu lâu tại vì hồi xưa cái đầu giường nằm ở đây, cái đầu giường đây, che bít từ đây, che bít đây hết luôn, cho nên thì không có mở ra được. Thành ra bây giờ quý vị thấy đang mở bên này, mở khung cửa sổ qua đây, ba cái cửa sổ này rất là sáng. Thì Duyên với Bình làm sao, có nghĩa là quay ngược cái giường lại, cắt cái giường nhỏ lại. Cắt cái giường thì vẫn là to, nhưng mà đúng là cái giường kia, cái giường to, cắt rồi. Và đặc biệt là các bạn thấy là đây là em qua bên này em coi nè ha. Thứ nhất là cái đặc biệt là ở đây là có bức tranh vẽ hình hạc, vì chủ nhà tên hạc, chủ nhà tên hạc, thành ra vẽ hình bằng tay, họa sĩ vẽ hình hạc, và hạc thì có một cái chấm màu cam màu vàng đó. Vì vậy lấy cái ý tưởng đó thì Kỳ Duyên với mình mới làm tất cả trong phòng là có những cái nét vàng. Và khi mà nói tới hạc và cái phòng này nó cho mình một cái không khí nó hơi zen, nó hơi có vẻ Á Đông. Thì đây, quý vị thấy ở trên ra đây là cái đèn. Và cái đèn là hai con cá để nó xoay vần với nhau. Hai con cá, tại vì quý vị biết là đúng theo phong thủy đó, thì mình nghĩ rằng là ở trong phòng mà có hai con cá nó quyện vào nhau thì đó cũng là cho cái tình yêu rất là đẹp, rất là xoay tròn. Và còn một cái nữa nói các bạn biết là lighting, cái ánh sáng cũng rất là quan trọng. Thì đây mình tắt đi. Ở phòng này coi vậy chứ nó có nhiều gọi là cái layer, nhiều cái khúc ánh sáng đó. Thì đây là có đèn ngủ nè. Các bạn coi là nếu chỉ cần khi mình muốn sáng thì mình sẽ bật rất là sáng cái phòng lên, còn khi mình muốn nó hơi tối tối thì mình sẽ tắt bớt cái đèn này. Và nếu mình muốn nó tình hơn thì mình tắt cái đèn này mà mình bật cái đèn ở trong cái khung hình đó. Thì các bạn thấy ở trong cái khung hình là nó cũng có đèn, thành ra tùy theo cái mood của mình muốn sáng, mình muốn tối, mình muốn ban ngày, ban đêm thì mình có thể ấy đèn theo. Và đằng sau này ra đây, đằng sau này thưa các bạn là không có thiếu chỗ để nha. Đây là một cái bench để mình có thể ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, ăn uống. Và tất cả ở dưới này lại là có thêm tủ và thêm tủ khóa ở đây để mình đựng đồ ở đây. Tại vì cái gì nó cũng rất là gọn ha. Ở đây là có rất nhiều tủ. Và
cũng như là cái phòng Duyên rất thích cái blind này đây nhá. Nếu mà kéo xuống thì quý vị thấy rằng là nếu mà mình muốn một lần nữa mình muốn kín thì mình sẽ nhấc lên thì nó hoàn toàn nó là tối, còn mình muốn hơi hở hở thì như vậy. Còn bây giờ mình muốn cho ánh sáng nó lên thì Duyên thích cái phòng là nó phải có nhiều ánh sáng thì mình có thể kéo nó lên đó, lên tới đây đó. Rồi còn bên này em có thấy bức tranh này chưa? Đấy, bức tranh hạt sơn ngay ở trên tường. Và còn ở đây nữa là tổ quà phía bên này. Thưa quý vị, như là Kỳ Duyên nói là cô chủ nhà là muốn có nơi nào có tủ mà tủ thật là gọn vào trong tường. Và cô cũng muốn có một cái bàn làm việc. Thì thưa quý vị, đây tất cả các tủ ở trong này là tha hồ quần áo. Rồi có tủ kéo, có tủ lạnh nữa. Có nghĩa là tối mà mình ở trong phòng mình muốn có nước lạnh mình uống thì mình không có cần đi xuống nhà lấy. Đó, đây là tủ đồ và tủ ngăn các thứ. Ở dưới này cũng vậy, là tủ để mà mình làm việc. Và sang bên này làm việc thì Duyên thích cái góc làm việc. Em phải quay bên này nữa đây này. Thì thấy là nó có cái gương để nếu mình muốn ngồi xoay gương ở ngoài này một tí mình nhìn ra cửa sổ. Nhưng mà đúng theo phong thủy của mình là cái gương không được chiếu vào giường đó. Bởi vậy nên chúng tôi để cái gương bên hông này với laptop. Rồi bây giờ mời quý vị vào coi mình tắm. Thì vào đây. Thưa quý vị, đây là phải nói là thiết kế của Nhật Bình. Vì chúng tôi đã mang được cái trần thấp xuống. Vì cái trần thấp xuống thì ở trên đó là sẽ để máy nước nóng, nước gì ở trên hết. Đây là cái ngôi nhà cũ, thành ra không đập tường, phá tường ra gì hết. Thì các bạn thấy là chúng tôi thích làm, người chủ thích làm cái màu ngọc thạch, mà cái gọi là cái crack là nó vintage. Đây là nguyên cái gương mà cái gương đây là nó có sẵn đèn để mình làm make up rất là rõ. Và tất nhiên đối với Kỳ Duyên á thì bao giờ Kỳ Duyên cũng muốn là trong bồn tắm, cái chỗ mà để mình đi toilet mình phải đóng được cửa chứ mình không có mở ra. Mình đóng cửa thì ngồi đây hai sinh nó lịch sự hơn. Em vào đây nữa. Và coi ngay cả trong cái thiết kế của cái bồn tắm, cái shower. Ở đây nó cũng có cái ghế ngồi. Biết không, rất nhiều tủ nha. Tủ ở dưới, tủ bên hông, tủ khăn. Tủ khăn để đây này, còn ở trong này nữa nè. Lại thêm đây là tủ khăn, tủ quần áo rồi. Tất cả cái mà mình cần dùng. Thành ra ba, chúng tôi gắn một cái máy lạnh nhỏ ở trong này nữa. Là tại vì Kỳ Duyên bao giờ cũng muốn thiết kế nhà như là cho mình. Thì Kỳ Duyên nghĩ là nếu mà tôi đứng ở trong này, tôi làm make up mà lâu thì make up nó sẽ bị chảy, thành ra nó nóng. Thành ra cho hai cái version ở đây có cửa sổ, mình vẫn có thể mở cửa ra rất là mát khi mình tắm. Ủa mà chị ơi, hả? Anh tắm mà sao? Ở dưới nó nhìn thấy không? Không thấy được. Có thấy thì cũng thấy từ đây chứ. Ở đây là tắm, còn nếu mà nóng thì mình vẫn có thể có máy lạnh. Đó. Nên là khi mà mở cái màn này ra đó thì mình mới thấy là cái balcony ngoài này rất là đẹp. Khi mà dẹp cái màn đó thì đây, ở đây còn có một cái chỗ balcony rất là đẹp. Các bạn tưởng tượng là sẽ để hai cái ghế ngồi ở đây nhìn ra cây để uống cà phê hay là ăn sáng, rất là tuyệt vời. Đóng Romeo Juliet ở đây. Đóng Romeo Juliet ở đây. Kỳ Duyên sẽ treo một bức tranh ở đây, một bức tranh thật đẹp màu. Nhưng mà bức tranh đó thì hiện giờ Kỳ Duyên và chủ nhà vẫn đang đi kiếm một bức tranh thì chưa kiếm được một cái bức tranh nào vừa ý. Nhưng mà thật sự ra ở đây là sẽ có một bức tranh rất là đẹp đó. Một lần nữa thưa quý vị là chương trình flip nhà bạc tỷ, đây không phải flip nhà, flip phòng bạc triệu.